Vâng, xin chào các bác đến với kênh xe đạp. Và đây cho bác một mẫu địa hình mountain bike full carbon model Sirac Anaret với tông màu chủ đạo tông màu đen đen nhám. Dòng địa hình mountain bike carbon bên em mới về. Và bây giờ xin mời bác nhá tổng thể chi tiết chiếc xe. Và trên cùng các bác đây là cái mẫu địa hình Sirac Anaret cùng carbon. Đây là website chính hãng của xe mẫu Sirac Anaret này, là mẫu của dòng xe là của Malaysia. Anaret Style. Carbon chạy dây âm sườn, xe độ mới rất là cao các nhé. Tổng thể xe rất là đẹp. Tông màu chủ đạo là tông màu đen đen nhám kết hợp màu trắng màu xanh trên khung xe. Phổ phốt ki đông chính hãng của Sirac với bản theo xe. Xe trang bị với tay lắm cao cấp của WTB, tay lắm hiệu. Bác đặt xe dòng xe địa hình thì thường thì bác ấy sẽ thấy là những dòng WTB này là một trong những dòng linh phụ kiện rất là cao cấp của dòng xe mountain bike. Tay lắm WTB, tay bóng cao su đúc lỗ trên bề mặt gai, kết hợp với giảm sóc, quá trình giảm sóc trên tay nó tiện lợi cho các bác, ống mở sóc trên tay luôn rồi. Cái cao cấp thường thì cũng dòng xe địa hình cao cấp được sử dụng với phong của các chân tay. Phanh dầu thì được Petro trang bị với 9 tầng lip chính hãng của Shimano Alivio. Bên phải em trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano Alivio. Đằng sau sử dụng với phanh xong phanh dầu thì được chính hãng của Petro. Giảm sóc dầu, may ơ chính hãng của Sirac, vành của Sirac với bản theo xe. Xe được sử dụng với cặp lốp hãng hiệu chính hãng của WTB, lốp cao cấp. Đây là lốp hiệu nhá, lốp cao cấp của dòng xe mountain bike. Yên chính hãng của Sirac, yên của WTB luôn, sliver. Với hầu hết dòng xe địa hình mountain bike sử dụng với đồ linh phụ kiện WTB là dòng xe cao cấp rồi. Yên này, tay lắm này, và lốp đây là của WTB luôn. Bùi trục sống, bùi trục sống 3 tầng. Và bây giờ chúng ta cho nó đứng của khung xe. Chiều cao đứng của khung xe là size 42. Chiều cao ngang của xe là size 53. Đó, tức là size S thôi nhá. Khi ở các bác cao từ 1m6 đến trên 1m7 đi vừa. Phủ đề sau là phủ đề Shimano Alivio, trang bị với 9 tầng lip chính hãng của Shimano, lip đen, vành của Sirac, vành chân lốp đen, vành chân lốp đen. Lốp sau được sử dụng cũng là lốp WTB, lốp hiệu WTB luôn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục hoạt động của xe. Xe trang bị với 9 tầng lip chính hãng của Shimano, lip đen. Lên lip à. Xuống lip. Và rất trơn tru mượt mà. Bên phải em là 3 tầng đĩa, bùi đĩa trục rỗng. Xuống đĩa.
lên đĩa. Mọi người đã tổng thể xong chiếc xe Sirius, Andrep, xe không tập con và xe đã rất tốt lên nhau là 8.9 triệu, bao sức toàn quốc bảo hành 1 năm. Qua con tôi liên hệ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên Facebook mình cái xe đạp đến đăng ký nói kênh. Còn hẹn gặp lại trong ngày mai.